Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến đường cao tốc La Sơn Túy Loan đoạn qua địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng. Công tác khắc phục đảm bảo cho phương tiện lưu thông đang được lực lượng chức năng tiến hành. Mưa lớn trong những ngày gần đây đã khiến cho khoảng 10.000 mét khối bùn đất từ mái ta luy dương sạt lở, vùi lấp mặt đường tại km 46 300 thuộc tuyến cao tốc La Sơn Túy Loan. Khu vực sạt lở kéo dài khoảng 80 mét khiến việc lưu thông của các phương tiện bị ảnh hưởng. Trước tình trạng trên, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã phối hợp với khu quản lý đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì, bố trí công nhân điều động máy móc để xúc dọn đất đá, đảm bảo cho phương tiện lưu thông. Dự báo trong những ngày tới tại khu vực từ Huế và đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, khiến cho việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Hiện đơn vị thi công đã bố trí đầy đủ lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó với nguy cơ sạt lở có thể tiếp diễn nhằm đảm bảo giao thông trên tuyến được an toàn thông suốt.